Toàn sinh Trần Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến phần số 2 của giải cái bài tập về tính tương giao và độ thừa nhầm số. Hy vọng là sau bài này sẽ giúp cho các bạn thêm một phần nào đó trong cái tiết học sắp tới. Và cũng mong là các bạn ủng hộ trang web halab.edu.net. Được không ạ? Thế là các bạn nào muốn nhận cái tài liệu trên tay tôi đang cầm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại hoặc là gửi địa chỉ mail của mình. Đó. Chúng ta nói về cái bài này. Nó cho hai hàm số là y là hàm số y bằng x trừ 2 chia x trừ 1 có đường định là c, và đường thẳng d có phương trình là trừ x cộng m chia x cộng m. Nó hỏi là tìm m, tìm số thực m sao cho đường thẳng y bằng trừ x cộng m cách c tại hai điểm phân biệt, sao cho độ dài ab nhỏ nhất. Độ dài ab nhỏ nhất mà nó nói cái câu là cắt tại hai điểm phân biệt, mà hãy cái chữ cắt tại mấy điểm phân biệt đó thì mình sẽ dùng ngay cái thằng phương trình hành độ giao điểm, đúng không? Rồi đặt ngay luôn. Phương trình hành độ giao điểm sao đây? X trừ 2 chia cho x trừ 1 bằng trừ x cộng với m. Và phương trình này muốn có nghĩa thì x nó phải khác 1. Được chưa? X nó phải khác 1. Cho nên mình sẽ quy đầu mẫu số lên như bình thường là x trừ 2 bằng trừ x cộng m mà nhân với x trừ 1. Rồi. Mình cứ nhân từ từ vô, làm từ từ, rất từ từ. Các bạn cùng hiểu, mọi người cùng hiểu. X trừ 2 bằng, nó là trừ x bình phương x chia cho x này. Đó, cộng với x cộng m x trừ m hôm nay mình chuyển hết cái bế bế phải này sang bế trái. Đó là x bình phương, sau đó x mất này, được chưa? Cộng m x và cộng m mà trừ đi thì đến 2 là bằng không, và ký hiệu đây là sao, đúng không? Và đề bài nó hỏi là cắt tại hai điểm phân biệt, hai điểm phân biệt là cái phương trình sao này phải có hai điểm phân biệt thì nó mới cắt tại hai điểm phân biệt được, đúng không? Vậy để c cắt d tại hai điểm phân biệt thì phương trình sao phải có hai nghiệm phân biệt, đúng không? Hai nghiệm phân biệt, hai phương trình sao nó có hai nghiệm phân biệt thì dễ quá rồi. Hai nghiệm phân biệt thì lớp 7, lớp 8 nó biết là delta phải, khi mà chỉ ghi delta phải dương, đúng không? Đúng chưa? Mà delta nó bằng này, b bình phương trừ 4ac, b bình m bình trừ 4 lần ac lần m trừ 2, đúng không? Mà này nó phải dương cơ, nó mới khổ. Mà nó dương mình biết lại cho nó xem như thế nào, trừ 4m cộng với 8. Cô đang sao mà nó dương được ta? À, đây viết lại thành m bình phương, không? M trừ 2 bình phương và cộng thêm 4 được không? Được không? Vậy cái số này nó làm sao rồi? Nó luôn dương rồi. Tại vì sao? Tại vì m cộng 2 là một số dương thì cộng thêm dương, tăng thêm dương thì nó lại dương, mình gọi là lớn hơn, lớn không? Vậy sao? C cắt D tại hai điểm phân biệt. Mà bây giờ là mình tí nữa mình sẽ xài đến cái thằng VS tí. Tại sao mình xài VS mình sẽ nói sau. Bây giờ theo VS cô VS đang nói là phương trình mà có hai nghiệm phân biệt á thì
x1 cộng x2 bằng trừ b trên a, trừ b chia a tức là thành trừ a x1 mà nhân với x2 nó sẽ bằng là c chia a và nó bằng m trừ 2. Này ông biết đâu, ông biết em nói thế, ông biết em nói chứ không phải là mình nói nha. Này này này, bây giờ bôi bàn cái bên này đi. Bôi bàn bên này đi. Rồi, ok. Tiếp theo mà nó hỏi là độ dài AB là nhỏ nhất, tìm độ dài AB nhỏ nhất. Vậy mình phải tính AB, mình biết nó nhỏ nhất là bằng mấy chứ, đúng không? Đó, nó hỏi cái gì mình làm cái đó. Cái hay ở chỗ cái câu số 2 là nó hỏi cái gì mình cứ làm cái đó luôn, mình sẽ có cơ hội ra được kết quả và lấy được các bạn. Đấy, AB bằng bao nhiêu, đúng không? Nhiệm vụ của mình là phải gọi A nó có độ là x1, B có độ là x2, đúng không? Trong đó x1, x2 là nghiệm của phương trình nhìn sao. Đấy. Mà x1 mà AB nó là điểm cắt của đường thẳng D và đường thẳng C, nên là cái tọa độ của nó sẽ thỏa mãn phương trình đường thẳng D. Vậy anh thay x1 vô trong này thì nó ra là trừ x1 cộng với m1, đúng không? Nên là trừ x2 cộng với m1. AB sẽ đây ra. Giờ mình sẽ tìm được ngay vector AB. Muốn tìm độ dài của đường thẳng thì mình phải tìm được vector của đường thẳng đó, tức là vector AB. Muốn tìm vector thì phải tìm sau trừ điểm trước, tức là x2 trừ x1, đúng không? Đúng chưa? Đấy. Và thằng x2 trừ x2 cộng m và trừ đi x1 cộng m, tức là thành x1 cộng x1 trừ x2 đó, được chưa? Mà bây giờ mình sẽ phải tính cái độ dài AB. Mà độ dài AB mà theo định nghĩa nó bằng là căn bậc 2 của tung độ vector bình phương tổng hoành độ hoành độ phương tổng hoành phương. Vậy nó phải là x2 trừ x1 bình phương cộng với x1 trừ x2 bình phương. Mà nó lên nó mới có cái này, x2 trừ x1 bình phương nó sẽ bằng x1 trừ x2 bình phương. Tin không? Không tin à? Ví dụ này, 5 trừ đi 3 bình phương nó sẽ bằng là 3 trừ đi 5 bình phương, đúng không? Đúng không? Trời. Mình cho thay số nào thì nó cũng ra như thế. Đấy mới hay. Ok, vậy đây mình sẽ ra được căn bậc 2. Hai này bằng nhau mà viết lại thằng thôi là 2 lần x1 là x1 trên 2 cho đẹp, 2 x1 trừ x2 đó, đúng không? Giang này sao nữa đây? Giang này thì vui vẻ chết toàn, xóa nhầm cái ông vẽ rồi, thôi mà nhớ nhé, tí mình nói rồi. Đây viết thêm được dạng nữa, có một căn bậc 2 mình mua là x1 bình phương trừ 2 lần x1 x2 cộng với x2 bình phương và đó, đúng không? Đúng không? Đấy, đây mình ra căn bậc 2 AB nó bằng căn bậc 2 2 biết là, đúng không? Bạn thấy x1 bình cộng x2 bình nó bằng bao nhiêu vậy? x1 bình phương cộng với x2 bình phương, cho nên trong trong hàng rất không có mà giờ mình chế ra bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương mà trừ đi 2 lần x1 hay x2. Đấy. Kiểm tra trên bạn thấy không? Thấy, bạn vẫn thấy. Bạn thấy vẫn ghi được. Nhân này. Nhân này. Thằng này mình viết lại được thằng này được không? Tức là thằng x1
cộng x2 bình phương mà trừ đi 242 mà ta trừ đi thêm 242 nữa ta thành trừ 4 4 lần x1 trừ x2 đúng không? Được đúng không? Quá đúng bạn cặn 2 lần thề giải quá cụ thể đó. Hồi nãy mình nói là x1 cộng x2 nó bằng là thành trừ m vẫn thành đây là thành m bình đúng không? Trừ tiếp cho x1 x2 nó là m trừ 2 m trừ 2 là đường 4 m trừ 2 mày nhìn tay biết lớn nhất chỉ có là căn 8 tại sao vậy? Hai lần căn viết nguyên văn lại vào luôn m bình phương trừ 4 m cộng với 4 đúng không? Đây, m bình trừ 4 m cộng 8 8 là cách nhìn cộng 4 cộng 4 đấy. Thế nên chúng ta là căn bậc 2 hai lần mở ra m trừ 2 bình phương đóng lại này cộng với 4 mấy cái thằng này nhỏ nhất thế nào? Nhỏ nhất cái cùng này bằng 0 đi bằng 0 thì nhỏ nhất AB nhỏ nhất khi m trừ 2 nó bằng 0 bằng m bằng 2 khi đó AB nó sẽ bằng là căn 8 AB là căn 8 vậy là hết. Đấy. Sau bài giảng này thì chúng ta cũng rút ra một số cái bài kỹ năng để giải những cái bài như thế này. Và hy vọng là các bạn sẽ thành công trong cái kỳ thi đại học sắp tới. Nhờ mà đừng quên truy cập vào trang web thao.fgu.net mỗi ngày bạn nha. Chào các bạn và hẹn gặp lại.